Xin chào các em. Hôm nay thầy xin hướng dẫn các em cài đặt phần mềm Microsoft Teams trên máy tính và đăng nhập từ cái tài khoản do nhà trường cung cấp. Đầu tiên, trên trình duyệt máy tính, trên màn hình máy tính, các em vào cái trình duyệt Google Chrome. Chúng ta lựa chọn vào trình duyệt Google Chrome. Sau đó trên thanh công cụ các em gõ chữ MS Team. Sau đó các em vào trang chủ của Microsoft trên dòng tìm kiếm đầu tiên. Các em nhìn lên trên cùng, trên thanh trình duyệt quét có mục tải xuống, chúng ta lít vào đó. Sau đó chúng ta vào mục tải xuống cho thiết bị máy tính. Sau đó nhấn tiếp tải xuống. Chúng ta sẽ chờ cho có quá trình tải xuống hoàn tất. Thì có thể là các em chưa cài phần mềm download thì nó sẽ hiện vào góc trái màn hình. Còn như thời đây đã hiện cái phần mềm đã cài cái phần mềm download thì nó sẽ hiện trên như này. Sau đó các em lướt vào cài đặt, lướt vào cái file vừa tải xuống để chúng ta cài đặt. Sẽ có một cái phần mềm Microsoft Teams biểu tượng hai con người màu tím này, chữ T đây bắt đầu hiện lên. Các em phải đợi, các em phải đợi. Sau khi mà cài đặt thành công thì Microsoft Teams sẽ hiện trên các màn hình của chúng ta như này. Đấy, như vậy quá trình cài đặt của chúng ta đã thành công. Sau đó các em lướt vào cái phần mềm Microsoft Teams sẽ hiện ra cái phần đăng nhập. Tên đăng nhập là tài khoản do nhà trường cung cấp. Ở đây ví dụ có một bạn là Trần Gia Hân với tài khoản mà nhà trường cung cấp như này. Các em sẽ lấy tài khoản và các em nhập vào. Thấy chưa? Nhập vào cái phần đăng nhập. Nhà trường sẽ cung cấp cho các em một cái tài khoản và các em gõ cái tài khoản đó vào. Trong phần đăng nhập, các em sẽ chọn phần niche. Các em sẽ đợi cho cái phần mềm chạy và phần mềm sẽ yêu cầu chúng ta nhập mật khẩu thì nhà trường cũng cung cấp mật khẩu cho chúng ta. COVID 2021 nhớ chữ C. Các em nhớ này, chữ C của chúng ta là viết hoa nhá. Chúng ta gõ vào đây. Kiểm tra lại nhá. Đây. Đây là mật khẩu chúng ta đã gõ vào. Được chưa? Sau đó các em nhấn vào nút sign in, tức là đăng nhập. Chọn OK. Các
chúng ta đợi một chút thì chúng ta sẽ đăng nhập thành thành công. Đông. Chúng ta đợi một chút nhé. Đây. Khi vào thì hiện ngay ra lớp của chúng ta ở trong đây luôn. Và quá trình học thì chúng ta sẽ chọn lớp của chúng ta học. Thầy xin kết thúc video tại đây. Chúc các em cài đặt và đăng nhập thành công. Thân ái, chào tạm biệt.